Rồi, Trạng Bonsa Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 28 tháng 5, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có xanh, sam núi khai thác, hải châu và sung. Rồi, mã số 1 là một cây hải châu. Cây này cốt lung lật nghe. Củ tròn nghe. Rồi em đo cái vành eo trên đây nha. Là 18 cm, chiều cao từ mặt chậu lên tới trên đỉnh đây là 20 nha, ngang tàng là 38 nha. Cây dòng lá nè, dòng lá sông cầu nha mấy anh em, dòng lá sông cầu là mo nè, lá rất đẹp nha, dòng này vẻ rất to nha mấy anh em, cây mini nha, cây này cây mini nha, anh em giờ sang vô trong một cái chậu đẹp là ok nha. Anh em giờ vô dây rỉa tăng nữa là cây thành phẩm nhưng mà anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 450 bao ship nhé. 450k bao ship cây hải châu mã số 1 nha. Rồi và mã số 2. Cây này một cốt nha. Bờ đớ nè, tải điều hết nha. Đây cành nó rất dè nha. Đây anh em giờ rỉa máy tăng đây ra nha. Đây nha mấy anh em, lợp ra nữa là cây thành phẩm nhé, cây tây cành đầy đủ hết nhé, nuôi rất lâu già nhé, cây này nuôi hơn 2 năm rồi nha, tây cành em đỡ đầy đủ hết nhé, giờ anh em rỉ lại sang vô trong chậu đẹp là ok nha, cây dòng lá sông cầu, dòng lá đẹp không nha, đó, cây dòng lá rất đẹp nha, bờ đớ nè, anh em giờ sang vô trong một cái chậu đẹp là rất ok nha. Rồi em đo cái vành thân đây nha, 12 cm, chiều cao là 25 nha, tính từ mặt bầu lên đỉnh là 25, ngang tàng là 35 nha, từ đây về đây là 35 nha. Rồi 303 bao ship nha, 303 em bao ship cây hải châu mã số 2 nha, rễ tàng ra hết là cây thành phẩm nhưng mà anh em, dòng lá đẹp. Rồi qua mã số 3, toàn bộ là cây dòng lá đẹp không nha mấy anh em, dòng lá chuẩn sông cầu luôn nha, đây dòng lá mo này nha mấy anh em, dòng này trái rất sai nha, tại đây em cũng mở vô dây em chỉnh sơ lại này. Anh em giờ chỉnh theo ý muốn của mình nha, đây, cái này giờ lợp lại nha, cây mọc cốt cây rất dương nha, lách nhẹ nha mấy anh em, bờ đớ nè, cây rất dương nha, anh em giờ thay vô chậu đẹp là ok hết nha. Em đo cái quanh thân là 10 cm nha, chiều cao 25, ngang tàng là 40 nha, ngang tàng 40, 250 bao ship nha, cây cốt rừng, mấy cây này nuôi hơn 2 năm hết nha, cây này chuẩn bị bung trái nha mà anh em, già đọt đây là nó cho trái nữa nha, lá cực kỳ đẹp nha, 250 bao ship. Rồi qua cây hải châu mã số 4. Đây, dòng lá đẹp không nha mấy anh em, rất sáng bóng ấy. Cây cục rừng cây rất dương, đây là có cái lụa thép rừng không sao hết nha mấy anh em, lụa rừng là anh em yên tâm nha. Cây cành rất là già nha. Rồi em đo cái vành thân này, thân là đây là 14 cm nha, vành thân 14 cm, chiều cao 25 nha, ngang tàng cũng là 25 nha. Tây cành này rất dè nha. Rồi, giao lưu anh em là hai trăm rưỡi bao ship nhé, 250k bao ship. Cái này anh em nào lái là em đẹp cái chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 5 của một cây hải châu nha. Đây, dòng lá đấy nha mấy anh em. Dòng lá rất là đẹp. Cây này cũng tây cành đầy đủ hết nhé. Em đỡ tây cành giờ anh em rỉa ra nha. Cây mọc cốt hai thân cốt lung lật nè. Củ đớ một cục luôn nha. Cốt lung lật nè. Rồi, em đo cái vành. Cái vành là 18 cm nha.
chiều cao 20, ngang tàng 30. Rồi, 300 em bao ship nhé, 300k bao ship cây Hà Châu, mã số 5 nha. Cốc lùng lực này nha mấy anh em, tề cành nó rất da nha. Anh em giờ vô dây rỉ mấy cái dâm ra nữa là ok nha. 300 bao ship. Rồi qua mã số 6 là một cây sam núi khai thác nha. Cây này cây sam trái nha, bao trái cho anh em nha. Cây này là cây sam trái, cây dáng đổ, tay cành đầy đủ hết nhé. Rồi em đo cái quanh thân là nem sen nha, chiều cao từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 25, tầng đổ tước siêu đi, nó rớt bao trước đây, đổ táo trước là 60 nha, ngang tàng là 35. Rồi cây sam núi khai thác mã số 6, giao lưu anh em là 400 bao ship nha, 400k bao ship. Cái này anh em nào lấy là em ship kẻ chậu luôn nha, 400 bao ship. Rồi qua mã số 7 là một cây sung. Cây này khá to nha, cây dáng trật lắc nha mấy anh em. Quay cái bộ đứa cho anh em xem. Cây này nó đang nó cho quẻ vừa xong nha. Để quẻ nó còn rớt trên chậu đây nha. Cây quẻ rất to nha. Bộ đứa của nó rất khủng khiếp nha. Cho em đo cái quanh cũ đi. Là 55 nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 85, ngang tàng 62 nha. Cây sung khá to nha mấy anh em, thân là con lét. Rồi, giao lưu anh em là 750k bao ship nha, 750 bao ship. Cây sung mã số 7. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi, qua mã số 8 là một cây Hà Châu. Đây, cây này dòng Hà Châu sông Cầu nha, dòng lá đẹp nha mấy anh em. Cây này nó cũng đang bắt đầu cho hoa nha. Tây cành cây này là được tây cành là đầy đủ hết, giờ chỉ anh em giờ chơi và nuôi thêm nha. Cây này giờ ra bấm dếm nữa là được nha mấy anh em. Tây cành già hết, đang cho hoa nè, bắt đầu cho hoa nè. Cốc này rất là hay nha, tây cành mịn hết nha mấy anh em. Cốc rất là hay nè, này, bờ đớ của nó trải nè, bờ đớ trải nè, còn rất là hay nha. Cái này cốt của nó không bỡ bọng gì hết nha mấy anh em. Bộ đớ nó chạy dài từ siêu đi ở rất đi nha, là 20 nè, dài 20 nha. Em đòi quanh thân trên đây là 11 cm nha, quanh thân trên đây là 11 cm, chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là 43, ngang tàng nha, ngang tàng là 57. Thì cốt rất hay nha mấy anh em, tay cành mịn hết nhé, đầy đủ hết, chỉ với anh em vừa chơi và vừa nuôi thêm nha. Cây nó cũng bắt đầu cho hoa. Quay tổng thể cho anh em xem nha, cây khá hay nha mấy anh em. Rồi, cây Hà Châu mã số 8, giao lưu cho anh em là 1.400.000 bao ship nhé, 1.400.000 bao ship. Cây cốt rất hay nha mấy anh em. Cây này anh em nào lấy ship cả chậu luôn nha, 1.400.000 em bao ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 9 là một cây sam núi khai thác nha. Cây này là cây sam hoa, sam khai thác nha mấy anh em, bờ đớ nè, cây rất là già nha. Cây này là cây sam hoa. Rồi em đo cái quanh là 21, quanh gốc 21 nha, quanh thân là 8 cm, chiều cao 30, ngang tàng là 45 nha. Cây tây cành già mịn hết nha. Tây cành già mịn hết nha mấy anh em. Vành gốc 21, chiều
Vành thân thì 8 cm, cao 30, ngang tầng 45. Rồi 400 em bao ship. Cái này bán xẻ cho anh em luôn nha, 400 bao ship. Anh em nào lấy em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mẹ số 10 là một cây xanh. Cây xanh bonsai rất đẹp nha. Bộ đứa khá đẹp, thân co lách nha, cây cành mịn hết. Cây này khá to nhưng mà anh em đo cái vành 60 nè, vành gốc 60, chiều cao 80, vành gốc 60, chiều cao 80, ngang tầng 55 nha. Cây này khá to nhưng mà anh em thân co lách bộ đứa. Rồi giao lưu anh em là 650 bao ship nha, 650k bao ship cây xanh mà xô mưu. Anh em nào lấy em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.